Tuổi dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi cơ thể thực sự trưởng thành hoàn toàn. Nếu không muốn tương lai phải hối hận, các bạn lưu ý tránh ngay những điều sau đây nha. Thứ nhất, dễ mắc phải là thức khuya. Khi ngủ là thời điểm cơ thể cân bằng hormone. Thức khuya hay ngủ không đủ giấc sẽ làm xáo trộn hormone estrogen và testosterone. Việc rối loạn nội tiết tố ở nam thì dễ bị yếu sinh lý, yếu tinh binh. Đặc biệt hơn ở nữ thì sẽ dễ biến thành đàn ông nha. Nói chơi mà có thiệt đó, sẽ bị rậm lông hơn nè, rậm chầm xuống, da thì nổi mụn. Ngoài ra còn ức chế hormone tăng trưởng GH, khiến tốc độ tăng chiều cao chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa nữa. Thứ hai, sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều, dẫn đến nhiều tác động tiêu cực khác nhau về cả thể chất lẫn sự phát triển tâm lý. Về thể chất á, sử dụng quá nhiều và nhất là sử dụng trong bóng tối gây ảnh hưởng lớn lên mắt như cận thị, nhanh tăng độ hay thậm chí là tăng nhãn áp. Về tâm lý, các bạn trẻ sẽ khó phân biệt được thế giới thật và thế giới ảo, làm hạn chế sự phát triển kỹ năng tương tác như giao tiếp, nói chuyện, làm việc, giảm khả năng tập trung. Thứ ba, lạm dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Đây á, là thời điểm vàng để phát triển chiều cao nè, nhưng mà sử dụng chất kích thích sẽ ảnh hưởng đến quá trình này và có hại cho sức khỏe về già, thậm chí là có thể ung thư ở độ tuổi còn rất trẻ nữa. Thứ tư, quan hệ sớm. Ở nữ giới á, cơ quan sinh dục chưa toàn diện, âm hộ và âm đạo còn rất yếu. Vì vậy, nếu quan hệ sớm kèm theo việc thiếu kiến thức có thể gây ra tổn thương âm đạo, viêm nhiễm vùng kính, tăng nguy cơ mắc các bệnh qua đường tình dục. Đó là chưa kể tới việc có thai nha. Đừng quên follow kênh TikTok của Pharma City để xem nhiều nội dung bổ ích về sức khỏe hơn nhé.